Đánh đổi nhan sắc để có được trí nhớ siêu phàm, bạn có chọn không? Bạn sẽ vượt qua mọi kỳ thi, mọi kỳ kiểm tra một cách cực kỳ đơn giản. Chỉ cần liếc qua là bạn sẽ nhớ tới trọn đời. Bạn sẽ không còn cần bất cứ sổ sách, giấy tờ nào nữa, vì tất cả đều đã nằm trong đầu của bạn. Bạn nói được tất cả các ngoại ngữ trên thế giới, vượt trình đẳng cấp IELTS, TOEIC. Bạn biết được kiến thức của tất cả môn học, ngành nghề. Bạn sẽ trở thành một quyển bách khoa toàn thư sống, làm thầy của thiên hạ. Không còn những khoảnh khắc kỳ cục khi gặp bạn bè phương xa mà lại chẳng nhớ tên. Không còn sợ quên password, phải đổi đi đổi lại nhiều lần. Tất cả những cuộc thi siêu trí tuệ, bạn đều ôm trọn giải. Nhưng chỉ có điều, bạn sẽ bước ra ngoài với một nhan sắc rất ư là không được đẹp. Vậy bạn có chọn không? Không được đẹp ở đây có thể là xấu đến ma chê quỷ hờn. Có thể là tất cả mọi người khi nhìn vào bạn sẽ đều đăng xuất. Và những ai đã thấy mặt bạn rồi thì họ sẽ chẳng còn sợ ma nữa. Vậy thì theo bạn, ai sẽ thích hợp để đánh đổi năng lực này? Thứ nhất, đó là những bạn dậy thì không thành công. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì có thừa. Vì đã sẵn xấu rồi thì tôi xấu luôn để có được bộ não thượng thừa. Thứ hai, đó là những người lớn tuổi bị mắc bệnh mất trí nhớ người già. Họ sẽ đồng ý đánh đổi nhan sắc vì còn nhan sắc đâu nữa mà lo. Đối với họ lúc này, cái quan trọng chính là trí nhớ và ký ức. Thứ ba, đó là những chủ kênh YouTube giấu mặt. Ví dụ như một video không bao giờ lộ mặt nên chẳng sợ ai biết được nhan sắc của mình thế nào. Miễn sao có được trí nhớ siêu phàm để có đủ trình mà trả lời hết tất cả các bình luận xoắn não của mọi người. Các bạn thấy còn thiếu phần nào nữa không? Bổ sung nha. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu có được trí nhớ siêu việt mà không cần đánh đổi bất cứ thứ gì? Bạn có chọn không? Tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất, từ A đến Á, tất cả những lời nói, tất cả những hành động, hình ảnh, những gì bạn nhìn thấy, nghe thấy đều sẽ khắc ghi trong đầu bạn mãi mãi. Thậm chí bạn có thể lặp lại rõ ràng từng câu, từng chữ mà người khác đã nói với bạn, hay đọc vênh vách từng câu, từng chữ trong những quyển sách mà bạn đã từng để mắt tới. Nhất là bạn không cần đánh đổi gì hết. Nếu level bạn cao, bạn thực sự có thể thành thần, thành Phật, tọa thiền, thuyết giảng cho cộng đồng. Nhưng nếu tâm tính bạn tầm thường thì những kiến thức, ký ức và bí mật đó sẽ trở thành gánh nặng của bạn. Về lâu về dài, nó là con dao hai lưỡi, vì có những thứ thực sự cần phải được quên đi, không chỉ riêng cho mình mà còn là cho nhiều người khác nữa. Trí nhớ siêu việt thực sự là một trong những năng lực không chỉ riêng mình mà tất cả mọi người đều cần thiết. Tuy nhiên, ở đây không cần đến mức phải nhớ toàn bộ những gì mình trải qua, không bao giờ quên được, mà giống như là chúng ta có thể nhớ những gì cần nhớ, nhớ kiến thức đang học, nhớ công việc đang làm là đủ rồi. Nếu vậy thì có gì gọi là siêu năng lực đâu, đúng không nè? Vì đó là những điều mà ai cũng làm được. Hiện tại có nhiều bạn cho rằng ghi nhớ làm gì cho mệt đầu khi đã có Google, có điện thoại, có máy tính, ai cổ lỗ sĩ thì viết vào tập vào vở gì đó. Tuy nhiên, nếu thực sự mình có được trí nhớ tốt thì nó cũng là một trong những lợi thế lớn, vì đôi khi chúng ta không thể tiếp cận với những trang thiết bị đó. Ví dụ như khi đi thi hay làm bài kiểm tra mà giáo viên lại cho đề đóng chẳng hạn. Vậy hóa ra siêu năng lực này là quá thừa thải và không cần thiết ư? Mình thì thấy rõ ràng là như vậy. Mọi người thấy sao?